Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Phu Quân Kiềm Chế Chút của tác giả Tô Hành Nhạc. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 31. Bắc Đẩu nhíu mày nhìn ba tòa lâu tráng lệ trước mặt, phân vân xem nên đi vào lâu bên trái hay bên phải. Sau một hồi liền quyết định đi vào lâu bên phải. Nam nhân, chắc sẽ không quấn loạn lên người ta đúng không? Bắc Đẩu thầm nghĩ như vậy. Sự thật lại chứng minh suy nghĩ của Bắc Đẩu là cực kỳ ngây thơ. Nam tử tên Mạn Phong kia uốn éo y hệt rắn nước, Bắc Đẩu bỗng dưng hoài nghi mình có phải là đi nhầm nơi rồi không? Ngươi là nam nhân? Mạn Phong lưu chuyển sóng mắt, cắn nhẹ đôi môi trả lời, chán ghét, người ta không phải là nam nhân thì là nữ nhân chắc. Nói xong liền thướt tha đi tới, quỳ gối xuống bên cạnh Bắc Đẩu. Mạn Phong là người lão luyện trong chốn phong nguyệt, vừa nhìn đã biết Bắc Đẩu chẳng qua chỉ là một đứa con nít, cho nên hắn mới phá lệ mà thân thiện như vậy, ai bảo hắn lại thích nhất loại hình bên ngoài thì lạnh lùng mà bên trong lại non nớt như thế này chứ. Ra, người ta rót rượu cho ngài. Bắc Đẩu ngửi thấy mùi hương trên người Mạn Phong thì trở nên căng thẳng, sau đó không giấu vết dịch người ngồi ra xa. Mạn Phong bưng ly rượu lại gần, nói, ra, người ta đút cho ngài. Da gà của Bắc Đẩu rất đầy đất, cầm lấy ly rượu, ta có tay. Uống xong rượu, Bắc Đẩu nhíu mày lại. Lúc mới bước vào phòng, hắn lập tức ngửi thấy mùi hương, nhưng lúc ấy cũng không thấy có gì kỳ lạ hết, bây giờ uống xong rượu rồi thì hắn mới sáng tỏ mọi việc. Hương kia vô hại, rượu này cũng vô hại, nhưng hai thứ này trộn chung với nhau lại chính là thuốc kích dục cực mạnh. Mà loại phối thuốc này, nếu không phải là cao thủ thì không thể làm được. Thật sự là thông minh, gia nhân theo bên người, lại có rượu ngon trợ hứng, cho dù có động tình thì cũng có lý do chính đáng. Điều này đơn giản chỉ là vì muốn lôi kéo khách nhân, hay là còn có âm mưu nào khác nữa. Đầu óc Bắc Đẩu chuyển một cái liền có quyết định, nếu người ta đã mất công hạ độc, vậy thì hắn liền phối hợp một chút vậy. Có điều bởi vì thể chất mà Bắc Đẩu không bị ảnh hưởng bởi mấy loại độc bình thường này, thế thì hắn phải phối hợp như thế nào mới được đây? Rốt cuộc, khi động tình thì phải làm những gì chứ? Nhất thời, Bắc Đẩu không biết phải làm sao, đành cầm bình rượu lên rót vào trong chén, cuối cùng linh cơ chợt lóe, nói, đầu ta thật choáng váng. Nói xong liền nghẹo đầu sang một bên. Mạn Phong nhu tình cười một tiếng, nói, ra uống nhanh quá nên mới thế, từ từ một chút không được sao? Hay là tâm tình của ra không được tốt, có thể nói Mạn Phong nghe một chút được không? Cảm giác được Mạn Phong dựa vào người mình, Bắc Đẩu rợn tóc gáy, nhưng vì muốn xem rốt cuộc nơi này giở trò quỷ gì nên đành phải cố nén. Trở về rồi, hắn nhất định phải tắm rửa thật sạch sẽ. Sao ra lại mất hứng vậy? Mạn Phong lại hỏi. Bị chủ tử bắt làm chuyện ta không muốn. Bắc Đẩu ăn ngay nói thật. Chủ tử của gia là ai, lại chán ghét như vậy? Mạn Phong bất bình. Bắc Đẩu nghiêm túc gật đầu. Gia nói cho Mạn Phong biết chủ tử đáng ghét kia là ai đi, lại bắt gia phải làm chuyện gia không muốn như vậy. Sóng mắt của Mạn Phong rất nhu tình, giọng nói cũng rất thân mật, nếu là người bình thường, dưới thế công của mỹ tửu và mỹ nhân như vậy, chỉ sợ đã sớm nói hết ra rồi, nhưng Bắc Đẩu lại không phải là người bình thường. Mạn Phong càng gặng hỏi, hắn càng chắc chắn Mạn Phong đang gài lời để hắn nói ra. Nhưng vì sao lại phải làm thế? Vì để biết được nhiều bí mật hơn. Khách đến Phúc Khánh lâu không phú thì quý, chỉ cần moi ra được vài ba câu nói cũng có thể biết được bí mật kinh thiên động địa. Đầu óc Bắc Đẩu xoay chuyển thật nhanh, sau đó hắn ném ra một miếng mồi, chủ tử của ta là Hiền Vương, hắn sai ta, sai ta. Vừa nghe thấy hai chữ Hiền Vương, Mạn Phong liền sáng mắt lên, thấy Bắc Đẩu không nói nữa thì nhẹ nhàng hỏi, vương gia sai ngài đi làm việc gì? Hắn sai ta, sai ta. Không thể nói. Phốc, Mạn Phong mong đợi nửa ngày, cuối cùng nghe được ba chữ này thì muốn hộc máu. Bắc Đẩu lảo đảo đứng lên, không còn sớm nữa, ta phải trở về, nếu không Hiền Vương sẽ hoài nghi. Bước chân của hắn mặc dù lảo đảo nhưng lại không gặp bất cứ cản trở nào, Mạn Phong thấy hắn mở cửa đi ra ngoài thì thầm hận, con vịt đã đến miệng rồi còn để nó bay mất. Rất nhanh sau đó, Mạn Phong đi tìm Bạch quản sự, mà sau khi biết được người khách kia là thuộc hạ của Hiền Vương thì Bạch quản sự cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong một đại viện xa hoa, một nam tử đè một nữ nhân diễm lệ xuống giường, mà Bạch quản sự lại im lặng đứng chờ ngoài cửa. Người nói là người của Hiền Vương tới lâu sao? Vâng ạ. Nam tử kia cười lạnh một tiếng, nói, Hiền Vương bảo vệ phủ của hắn như một cái thùng sắt, không để lộ bất kỳ thông tin gì ra ngoài, không ngờ lại có người tự chạy đến cửa, thật sự là quá tốt. Đã phái người theo dõi chưa? Rồi à. Làm rất tốt, trông coi con cá này thật cẩn thận cho ta. Ta muốn xem, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Sau khi cắt đuôi được kẻ theo dõi, trở về phủ, việc đầu tiên Bắc Đẩu làm chính là dùng nước nóng tắm gội 3 lần, sau đó mới lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Bắc Đẩu bị tiếng đập cửa đánh thức. Thấy Bùi Cẩn đứng ngoài cười như gió xuân thì hắn lập tức đóng cửa lại. Đợi đã, Bùi Cẩn vội vàng giữ cửa, chui vào, sau đó lấy ra 2 quả trứng gà, nói, ăn đi, bồi bổ thân thể. Bắc Đẩu biết cái bồi bổ thân thể là có ý gì, vì vậy mà càng thêm buồn bực. Ta nghe nói, hôm qua rất khuya ngươi mới về phủ, hơn nửa đêm, ngươi còn đi đâu vậy? Bùi Cẩn cười, nháy mắt ra hiệu. Bắc Đẩu không nói gì, biết rõ còn cố hỏi. Đi thì đi chứ có gì đâu. Hai, ngươi không phải nhìn ta như vậy, đều là nam nhân, ta hiểu mà. Về sau ngươi muốn đi thì đi, không cần phải tìm cách che giấu. Cho dù nửa đêm mới về cũng không cần phải trèo tường vào, đi cửa chính cũng không có ai biết mà cười ngươi cả. Bộp, một cái chén bị bóp nát. Bùi Cẩn, ngươi còn muốn biết ta đã phát hiện ra chuyện gì hay không? Bắc Đẩu xù lông. Bùi Cẩn nghiêm nghị, gật đầu, nhưng trước hết ngươi nói cho ta biết, ngươi đi vào lâu nào, bên trái hay bên phải? Ta đánh cược với tiểu sư tử, nàng nói ngươi là người đứng đắn nên sẽ vào lâu bên trái, ta lại cho rằng ngươi rất không đứng đắn nên sẽ đi tới lâu bên phải. Rốt cuộc ngươi có đứng đắn hay không, mau nói cho ta biết đi. Bộp, cái bàn bị đập nát, 2 mắt Bắc Đẩu dường như sắp phun ra lửa. Không ngờ lại có một đôi phu thê khi dễ người như vậy. Bùi Cẩn thấy Bắc Đẩu thật sự nổi giận thì vội vàng thu miệng lại, ha ha, nói giỡn thôi. Ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Bắc Đẩu nghẹn khí. Sau khi đùa giỡn một trận, Bùi Cẩn vội vàng hỏi chuyện chính. Khi nghe xong tất cả thì hết sức kinh ngạc. Vậy tức là tối qua ngươi không làm gì cả, đến nay vẫn là một thân hoàn bích. Một thân hoàn bích, Bắc Đẩu quẫn. Bùi Cẩn xoa cằm, nói tiếp, theo như những gì ngươi nói thì Phúc Khánh Lâu quả thật là không đơn giản. Ai có thể có thế lực lớn như vậy đây? Việc này, nhất định phải điều tra kỹ càng. Nói xong lại thở dài một hơi, gần đây thật là nhiều chuyện cần phải điều tra. Bùi Cẩn còn chưa điều tra xong thì trong cung đã truyền đến tin vui. Mùng 6 tháng sau, Thái tử sẽ thành thân cùng nhị tiểu thư của Nhan gia. Nghe được tin, Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh 4 mắt nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày trước, Hoàng hậu mới chỉ nhắc đến chuyện đính hôn thôi mà bệ hạ đã không có ý định bàn tiếp rồi, sao bây giờ đã là thành hôn rồi? Nói thế nào cũng nên đính hôn trước mới đúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi nhìn vào mắt nhau, cả hai đều có đáp án. Sau đó, ánh mắt của Bùi Cẩn trở nên rất thâm thúy. Phượng Tê Cung. Một đám nha hoàn đã sớm lui ra ngoài, cả cung điện lớn như vậy chỉ còn có Diên Đế sắc mặt đã xanh mét cùng Hoàng hậu và Thái tử đang quỳ trên mặt đất. Tốt, tốt lắm, dám làm ra chuyện này. Bình thường là chấm đã quá coi thường ngươi. Ngươi muốn làm mất hết mặt mũi của Hoàng gia đúng không? Chưa lập gia đình đã có thai. Thật đáng chê cười. Hoàng thượng bất giận, tuổi trẻ khí thịnh, không kìm lòng được cũng là điều bình thường. Hoàng hậu vội vàng giải vây cho con trai của mình. Tuổi trẻ khí thịnh, không kìm lòng được, sắc mặt của Diên Đế càng trở nên khó coi, nha hoàn cung nữ bên cạnh nó đều là người chết hay sao? Sao lại không thấy nó không kìm lòng được? Hồng thị, đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi có chủ ý gì. Ngươi thân là mẫu nghi thiên hạ mà lại không biết liêm sỉ, hồ đồ như vậy, thật sự là uổng công làm hoàng hậu. Lời này vừa nói ra, hoàng hậu lập tức biến sắc, hoàng thượng, thần thiếp. Câm miệng, Diên Đế không muốn nghe hoàng hậu nói chuyện, thấy thái tử vẫn cúi đầu không lên tiếng thì tát hắn một cái, sao chấm lại sinh ra một tên hỗn trướng như ngươi chứ? Tờ máu tràn ra khỏi khóe miệng của thái tử nhưng dường như hắn không hề cảm giác được, chỉ đờ đẫn nghiêm mặt nói, nhi thần đáng chết. Một quyền đánh vào trên bông, tức giận không chút được, Diên Đế càng thêm tức giận đến bể phổi. Một lúc lâu sau, Diên Đế mới ổn định lại tâm tình, nói, thừa dịp còn chưa lộ bụng, mau chóng làm xong chuyện đi. Hoàng hậu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, bà biết rằng cho dù hoàng thượng có tức giận nhưng vì hoàng tôn cũng sẽ phải chịu thỏa hiệp. Mà thái tử nghe lời này lại lộ ra một nụ cười khổ, có một số việc muốn trốn cũng không thoát được. Diên đế không muốn nhìn hai mẹ con hoàng hậu nữa, liền cho hai người lui xuống. Rất lâu sau, cảm giác được cả cung điện chỉ còn lại một mình, Diên đế mới buông lỏng sống lưng đang thẳng tắp xuống, trong nháy mắt, cảm giác vô lực lan tràn khắp toàn thân. Rốt cuộc ông cũng già rồi, không thể nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay được nữa. Phủ tướng quân, Nhan Thế Tĩnh vuốt bụng, hai hàng lông mày nhíu lại đầy bất an. Mẫu thân, như vậy quá nguy hiểm, đây chính là tội khi quân đó. Khang Hoa quận chúa thản nhiên uống trà, khuôn mặt được bảo dưỡng tỉ mỉ nhìn không ra là đã gần 40 tuổi, liếc mắt nhìn con gái của mình xong mới chậm rãi nói, con chỉ cần nhớ diễn cho thật tốt là được. Hiện tại không có nghĩa là về sau sẽ không có. Vậy nhỡ sau khi thành thân với thái tử ca ca rồi mà con vẫn không có thai thì sao? Nhan Thế Tĩnh vẫn không yên lòng. Nàng và thái tử cũng đã thân mật mấy lần, nhưng vì sợ mang thai nên mỗi lần làm xong nàng đều uống thuốc, thật sự là thiên ý trêu người. Khang Hoa quận chúa đặt chén trà xuống, nói, ta đã nói với dì của con rồi, nếu quả thực như vậy thì trước tiên sẽ tìm một đứa bé để con nuôi tạm trước. Hiện tại, Nhan Thế Tĩnh đang giả vờ mang thai, thành thân với thái tử rồi thì tốt nhất là lập tức mang thai, đến lúc đó có thể uống thuốc trợ sản. Nếu như Nhan Thế Tĩnh chậm chạp không mang thai, 10 tháng sau sẽ phải tìm được một đứa trẻ khác thế vào. Nói như vậy thì trường tử của con có khả năng sẽ là con của người khác sao? Nhan Thế Tĩnh trợn to hai mắt hỏi. Khang Hoa quận chúa cười lạnh, làm sao có thể để cho con của người khác kế thừa ngai vàng chứ? Chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi, chờ con sinh con xong thì con cờ này có thể bỏ đi. Khang Hoa quận chúa nói những lời này không có chút do dự nào, mà mang theo một sự ngoan độc. Nhan Thế Tĩnh cho dù có tùy hứng điêu ngoa đến mức nào đi nữa nhưng cũng chưa trải qua bao nhiêu chuyện hắc ám xấu xa, vì thế nghe mẫu thân mình tàn nhẫn quyết định giết một đứa trẻ sơ sinh thì trong lòng có điểm không thoải mái. Khang Hoa quận chúa thấy ánh mắt của con nhìn mình thì lạnh lùng nói, con phải nhớ kỹ câu nói, muốn đạt được mục đích thì phải không từ thủ đoạn nào. Tương lai con chính là hoàng hậu. Nhan Thế Tĩnh tuy có thấp thỏm trong lòng nhưng vì mẫu thân ở ngay bên cạnh nên đành phải gật đầu. Chương 32. Trong một tiểu viện ở phía tây Hoàng Thành, một nữ nhân chừng 30 tuổi bưng một khay thức ăn đi vào phòng. Biểu ca, ăn cơm đi. Nam nhân nằm trên giường, quần áo có chút mất trật tự, râu ria đầy mặt, sắc mặt vô cùng tiều tụy nhưng vẫn toát lên vẻ hung ác, quét mắt thấy món ăn trong mâm thì lập tức gạt đổ tất cả xuống đất. Lão tử ốm như vậy mà ngươi còn để ta ăn mấy thứ này sao? Nữ nhân kia bị kinh hãi, vội vàng cúi người xuống thu dọn, rơi nước mắt nói, mấy ngày nay dược liệu đều tăng giá, sắp tiêu hết bạc rồi. Hết rồi thì không biết đi đòi thêm à? Nam nhân bực mình mắng, có lẽ là do động tác quá mạnh nên chạm đến miệng vết thương, khiến hắn đau đến mức phải hút khí. Nữ nhân nhỏ giọng nói, lần trước đưa bạc đã nói đó là lần cuối cùng. Bà ta nói lần cuối cùng thì là lần cuối cùng sao? Nam nhân giận lên, cầm chén trà cạnh giường ném tới, ngươi. Cái đầu ngu xuẩn này, cái đuôi của quận chúa ở trong tay ngươi mà ngươi còn để bà ta uy hiếp lại, ngươi đi chết đi. Nữ nhân kia bị ném đau, nước mắt rơi càng lợi hại hơn. Khóc, 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 chỉ biết khóc, lão tử chết rồi ngươi mới hài lòng phải không? Lúc trước nuôi ngươi thật là uổng công. Không phải vậy, không phải vậy. Bị chỉ trích, nữ nhân muốn giải thích nhưng lại không giải thích được. Không phải vậy thì mau đến phủ thừa tướng đòi bạc đi. Ngươi yên tâm đi, quận chúa không thể không đưa được, nếu bà ta không đưa, ngươi lập tức uy hiếp bà ta rằng sẽ kể chuyện bà ta đã làm cho Nhan thừa tướng và đại tiểu thư biết. Hừ, nếu không phải do lão tử đi đứng bất tiện thì ta đã đích thân đi rồi, không cầm được vạn lượng bạc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà ta. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau đi đi. Buổi trưa nhớ mua chân giò hầm tương về cho lão tử. Đồ vô dụng. Trong tiếng quát hùng hổ của nam nhân, nữ nhân thu dọn xong mảnh vỡ dưới đất, gạt lệ, thay quần áo sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Thấy nữ nhân đã đi xa, một người áo đen chui ra khỏi đống cỏ khô ở góc tường. Hắn đã ở nơi này mấy ngày rồi, vương gia có lệnh, không tra được nguồn gốc của số bạc kia thì không được trở về, không ngờ lại có thể phát hiện ra được bí mật kinh thiên như vậy. Ha ha ha, đám người kia sẽ không dám cười nhạo ta luôn về sau cùng mỗi lần có nhiệm vụ nữa. Hắc y nhân phủi rơm dạ dính trên người xuống, sửa sang lại đầu tóc mới đi ra ngoài. Lúc đi tới cổng lại quay đầu nhìn về phía phòng nhỏ kia, nhổ một bãi nước miếng, mắng. Đồ cặn bã. Lý Tẩu đi tới phủ thừa tướng, nếu như có thể thực sự Lý Tẩu không muốn quay lại đây chút này. Chuyện cũ thường quấn lấy nàng trong giấc mơ, mỗi lần nhớ lại bộ dạng của đại tỷ, nàng càng cảm thấy bất an hơn. Nàng không nên bị quỷ mê tâm mà làm ra chuyện tán tận lương tâm kia mới phải, lại càng không nên nói cho biểu ca biết bí mật này. Khi đó ở phương Nam thật tốt, mặc dù biểu ca sống có chút phóng túng, nhưng tính tình cũng không ác liệt như bây giờ, ít nhất cũng sẽ không mắng nàng, càng sẽ không đánh nàng. Nàng chịu khó làm lụng nên cũng có chút của để dành, cuộc sống trôi qua cũng hòa thuận tốt đẹp. Nhưng ai bảo nàng phạm vào tội nghiệp đó chưa, mỗi năm vào ngày giỗ của đại tỷ, nàng liên tục gặp ác mộng, sau đó biểu ca hỏi thăm nàng mới vội vàng, hấp tấp mà nói ra. Sau đó, tất cả liền thay đổi. Biểu ca lôi kéo nàng lên kinh thành, mắng nàng là người ngu xuẩn, người ta đưa có 1000 lượng bạc mà đã đuổi được nàng đi. Nàng bị đẩy đến cổng của phủ thừa tướng, nghe lời biểu ca xúi giục mà bắt đầu đòi bạc lần đầu tiên. Lần đầu tiên, quận chúa đưa cho nàng 2000 lượng. Biểu ca có bạc trong tay thì bắt đầu ăn chơi đàng điếm. Sau mấy tháng thì tiêu sạch số bạc đó, biểu ca lại bắt nàng đến phủ thừa tướng lần nữa, lần này nàng đòi được 1000 lượng. Sau đó, giống như là gặp báo ứng, biểu ca ngã ngựa, gãy chân, nội tạng cũng bị tổn thương, vì bảo vệ tính mạng mà phải dùng những loại thuốc đắt tiền, vì vậy Lý Tẩu càng đến phủ thừa tướng nhiều lần hơn. Thật sự là nàng không muốn gặp quận chúa lần nào nữa, nàng không muốn lại giao thiệp với nữ nhân đáng sợ đó. Lý Tẩu nhìn phủ thừa tướng hoa lệ, nắm chặt quả đấm, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa chua xót, cuối cùng hạ quyết tâm đi tới gõ cửa. Lần này, nàng sẽ yêu cầu 1000 lượng, về sau sẽ không bao giờ đến đây nữa, biểu ca sống hay chết, liền xem vận mệnh của huynh ấy đi. Dù sao nàng đã là quả phụ rồi, sẽ không để ý chuyện đó một lần nữa làm gì. Nửa canh giờ sau, Lý Tẩu nhận được ngân phiếu. Trong phủ, Khang Hoa quận chúa thần sắc âm trầm ngồi trên ghế. Lưu Ma Ma đứng ở bên cạnh, giận dữ nói, Lý quả phụ này càng ngày càng kỳ quái, lại còn dám uy hiếp người. Lần trước đã nói là lần cuối cùng rồi, mà còn dám đến đây lần nữa. Tiểu thư, chúng ta không thể ngồi im chờ chết như vậy được, nàng ta chính là cái hang không đáy. Nghĩ tới 1 năm nay bị Lý Tẩu đòi bạc, Lưu Ma Ma liền đau lòng. Khang Hoa quận chúa cũng đau như bị dao cắt, ngân phiếu từng sấp một ném qua cửa sổ mà không dám kêu ca một tiếng, đây đều là bạc để danh của bà a. Ta biết rõ, một lúc lâu sau, Khang Hoa quận chúa trầm giọng giao phó, Lưu Ma Ma, diệt khẩu đi. Xem còn ai có thể uy hiếp được nữa không? Phủ Hiền Vương. Bùi Cẩn chau mày nhìn Hắc Y Nhân, ngươi không nghe nhầm chứ? Hắc Y Nhân nhăn mặt, nói, vương gia, ngài biết tiểu nhân có thể không thông thạo những thứ khác nhưng tính giác thì rất tốt, nếu không cũng đã không bị ngài phái đi nghe lén rồi. Bùi Cẩn cười, vậy sao ngươi không đến phủ thừa tướng nghe lén? Hắc Y Nhân đáng thương nói, tiểu nhân cũng muốn đến nhưng tường ở tướng phủ quá cao, tiểu nhân không trèo vào được. Tiểu nhân còn đang suy nghĩ xem có nên học leo tường hay không đây. Lắm mồm, nhanh đi theo dõi tiếp đi, lần này nhất định phải cẩn thận. Hắc Y Nhân rời đi rồi, sắc mặt của Bùi Cẩn lập tức trầm xuống. Người nói xem, quận chúa có bí mật gì mà lại sợ vương phi biết? Bắc Đẩu mở miệng hỏi. Bùi Cẩn hít vào một hơi, trầm giọng nói, chỉ sợ cái chết của mẫu thân Thế Ninh có kỳ quặc. Bắc Đẩu biến sắc. Không được, ta phải phái thêm người đi theo dõi. Quận chúa không phải là người có thể bị người khác uy hiếp, phải bảo vệ người không để cho bà ta có cơ hội giết người diệt khẩu. Mặt khác, chuyện này không thể nói cho Thế Ninh biết. Thế Ninh và mẫu thân của nàng sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm không thể giống với người bình thường được. Ban đêm cùng ngày, nguyệt hắc phong cao. Trong phòng, Trần Lương ngủ ngon lành, Lý Tẩu do buổi tối uống nước lạnh nên có chút đau bụng, liền rời giường chạy ra nhà xí. Trần Lương bị đánh thức, bực bội chờ mình, lầm bầm mắng 2-3 câu. Lý Tẩu lạnh tâm, cũng không nhiều lời mà khoác thêm áo lập tức đi ra ngoài. Lúc này, 2 bóng đen leo tường vào nhà, đẩy cửa ra, đi vào phòng. Che miệng lại, xuống tay. Trần Lương chỉ cảm thấy trên cổ đột nhiên đau nhói, hai mắt trợn to lên, nhưng chưa kịp nhìn rõ người đến là ai thì đã đi đời nhà ma. Hai bóng đen nhìn nhau, tự nhủ rõ ràng nói là có hai người, sao trên giường lại chỉ có một. Á, lúc này, Lý Tẩu đã trở lại, thấy có người đứng ở đầu giường thì bị giật mình, lập tức thét chói tai. Trong đống cỏ khô, hai hắc y nhân đang tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, nghe được tiếng thét thì lập tức tỉnh lại, sau đó nhanh chóng chui ra khỏi đống cỏ, chạy vào trong phòng. Trong phòng, Lý Tẩu thấy Trần Lương nằm im trên giường không nhúc nhích, lại thấy đao lớn trên tay hai người kia thì lập tức hiểu ra, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài. Nhất định là quận chúa phái người tới giết người diệt khẩu. Thật là nữ nhân độc ác. Phanh! Lý Tẩu tông cửa chạy ra, hắc y nhân lại đạp cửa xông vào, vì thế mà hai bên đâm vào nhau. À, eo của ta! Một hắc y nhân khác dìu hắn đứng lên, thấy hai thanh đao chém tới thì vội vàng nghiêng người cản trở. Nửa canh giờ sau, hắc y nhân nhìn hai thi thể nằm trên mặt đất, nhếch miệng khóc ròng, xong rồi, ta giết người. Một hắc y nhân khác bĩu môi, thu hồi kiếm, đừng nói nhảm, mau đem người trở về. Lý Tẩu sợ choáng váng, vừa rồi mọi chuyện phát sinh quá đột nhiên. Đến khi bị mang tới một căn phòng khác, Lý Tẩu mới lấy lại được tinh thần, kinh hoàng nói, các người là ai? Hắc y nhân kéo lại khăn trên mặt, nói, chúng ta không phải là người xấu. Người cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây, giờ này chắc chủ nhân của chúng ta đang ôm nữ chủ nhân ngủ, không gặp ngươi được, ngươi đợi đến ngày mai đi. Chủ nhân của các ngươi là ai? Lý Tẩu nghiêm nghị hỏi. Những người này không rõ lai lịch, ai biết được bọn họ muốn làm gì? Hắc y nhân nhìn một chút mới trả lời, vấn đề này ta không thể nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng, cái gì nên biết ngươi sẽ biết, cái gì không nên biết, cho dù ngươi có hỏi nát hỏng cũng không có người nói cho ngươi. Ha ha! Hắc y nhân nói xong liền đóng cửa lại, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt, ôm cánh tay của một hắc y nhân khác, vừa khóc vừa nói, ô, ta giết người, thật sợ hãi nha. Hắc y nhân kia không nói gì, phất tay áo, ngươi chết đi. Nhan Thế Ninh mơ thấy mẫu thân đang ôm nàng hát đồng dao, ấm áp, tốt đẹp biết bao nhiêu thì bỗng dưng hình ảnh chuyển một cái, đến ngày mẫu thân khạc ra máu, sau đó bà kéo tay của nàng, nói, Thế Ninh, con nhất định phải sống thật tốt, nương chỉ mong con cả đời được bình an, đừng có giống như nương. Nói xong liền nhắm mắt, không tỉnh lại nữa. Nhan Thế Ninh cảm thấy nhiệt độ trên người mẫu thân từ từ lạnh dần, nước mắt rào rào chảy xuống, nương đừng đi. Đừng bỏ Thế Ninh lại một mình. Ô, Thế Ninh, tỉnh. Nghe thấy tiếng khóc trong ngực mình, Bùi Cẩn bừng tỉnh, thấy Nhan Thế Ninh nhắm mắt rơi lệ thì biết ngay là nàng gặp ác mộng, vì thế mới vội vàng đánh thức nàng. Nhan Thế Ninh mở mắt ra, thấy vẻ mặt lo lắng của Bùi Cẩn thì càng khóc to hơn, Bùi Cẩn, nương của thiếp. Không khóc, nàng còn có ta. Bùi Cẩn ôm nàng thật chặt, an ủi. Nhan Thế Ninh ôm chặt cổ hắn, sao chàng đi Nam Cương rồi lại không trở lại thăm thiếp nữa. Chỉ có một mình thiếp chăm sóc nương. Ô, bởi vì thân phận của mình nên ở lúc ở Tuyên Thành, Nhan Thế Ninh không có bằng hữu nào, Bùi Cẩn mặc dù hay khi dễ nàng, nhưng nàng biết chỉ có người này là thật lòng với nàng, là người nàng có thể dựa vào. Nhưng lúc nàng cần hắn nhất, hắn lại đi Nam Cương, hoàn toàn không có tin tức nào. Sau này ta sẽ không để nàng lại một mình nữa, vĩnh viễn sẽ không. Bùi Cẩn hôn tóc của nàng, gần từng chữ. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở www.ebookfun.net. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 33. Trần an Nhan Thế Ninh xong, Bùi Cẩn rời giường, thấy hai gã sai vặt nháy mắt ra hiệu thì biết đã có chuyện xảy ra, hắn xoay người nói, ta đi ra ngoài một lát, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đến tướng phủ. Hôm qua, Nhan Chính cho người đến truyền lời mời phu thê Nhan Thế Ninh hôm nay hồi phủ gặp mặt. Sau khi bình tâm lại, Nhan Thế Ninh lại bắt đầu vì chuỗi dấu đỏ trước ngực mà lo lắng, thấy Bùi Cẩn phải đi liền gấp rút phất tay, đi. Tốt nhất là không trở lại. Bùi Cẩn ngồi xe ngựa ra ngoài, hai hắc y nhân ngồi bên cạnh đang ăn mì sợi. Thấy vương gia nhìn chằm chằm bát mì trong tay mình, hắc y nhân cười híp mắt, nịnh nọt nói, vương gia, ngài chưa ăn điểm tâm đúng không? Mì này là do tiểu giáp làm, mùi vị không tệ. Không biết xấu hổ, nếu không phải ngươi nhổ nước miếng vào trong chén thì ta có thể cho ngươi ăn sao? Một hắc y nhân khác buồn bực nói. Bùi Cẩn hiểu, vỗ bả vai Tiểu Giáp, lần sau hắn nhổ nước miếng, thì ngươi liền ói ra, xem hắn còn dám ăn không. Tiểu Giáp, ý kiến hay. Thấy vương gia vào phòng, Hắc Y nhân Tiểu Ất cười với Tiểu Giáp, kỳ thật, ta sẽ không ghét bỏ nước miếng của ngươi đâu. Ngươi đi chết đi. Lý Tẩu bị trói, miệng bị nhét vải, nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra thì bừng tỉnh, ánh mặt trời chiếu vào phòng khiến Lý Tẩu cảm thấy chói mắt, đợi đến khi thích ứng được rồi, nhìn rõ người trước mắt thì vô cùng kinh ngạc. Đến khi miếng vải trong miệng được lấy ra, Lý Tẩu chịu đựng sự đau đớn ở quai hàm và cổ họng khô sáp, nói, Tiểu Vương gia. Tiểu Vương gia, lúc ở Tuyên Thành, Lý Tẩu vẫn thường gọi Bùi Cẩn như vậy. Bùi Cẩn cởi trói cho Lý Tẩu, lại rót cho nàng ta một chén trà, sau đó ngồi xuống ghế, thản nhiên mà lạnh lùng nói, Lý Tẩu, nhạc mẫu của ta chết như thế nào? Nếu lúc trước Lý Tẩu vẫn còn cảm thấy may mắn vì tưởng rằng Bùi Cẩn chưa biết chuyện thì sau khi nghe hắn hỏi như thế, trong lòng nàng biết chắc mình chỉ còn đường chết. Hắn biết rồi. Hắn biết rồi. Khủng hoảng vì nghĩ rằng mình sắp phải chết, toàn thân Lý Tẩu run lên bần bật, cố gắng tỉnh táo lại mới run giọng hỏi, Tiểu Vương gia, tất cả là do Khang Hoa quận chúa chỉ điểm. Đều do bà ta chỉ điểm. Bùi Cẩn cười khẽ, Lý Tẩu, không cần khẩn trương, cứ từ từ nói. Bùi Cẩn là người mà chỉ cần mỉm cười ôn hòa thôi cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Lý Tẩu thấy hắn cười thì không còn hoảng loạn như trước nữa, sau đó cẩn thận kể lại cặn kẽ chuyện xảy ra năm đó. Lý Tẩu chưa đến 30 tuổi, tuy là một quả phụ nhưng lại không an phận thủ tiết, mà lại có tư tình với một hán tử đã có gia đình cùng quê. Hán tử kia lại là con rể của Lưu Ma Ma bên cạnh quận chúa, lúc Lưu Ma Ma về thăm quê thì bắt được hai người đang gian díu. Lưu Ma Ma nổi giận muốn báo quan bắt Lý Tẩu đi dìm lồng heo. Lý Tẩu sợ hãi, hồn phi phách tán quỳ xin tha thứ, nguyện ý làm trâu làm ngựa, chỉ cần Lưu Ma Ma bỏ qua cho mình là được. Lưu Ma Ma suy tư một hồi xong liền đồng ý. Lý Tẩu tưởng chuyện này cứ thế mà bỏ qua, ai ngờ vài ngày sau, Lưu Ma Ma lại tìm tới tận cửa nói muốn nàng chuyển đến Tuyên Thành. Vì thế, sau một loạt tình huống trùng hợp, Lý Tẩu vào tiệm tạp hóa Dung Thị. Nói là giúp đỡ, thực chất ra là giám thị mọi hoạt động của mẹ con Dung Thị, mỗi lần Nhan Chính gửi thư đến thì phải lập tức gửi trả lại. 2 năm đầu, Lý Tẩu ngoan ngoãn làm những việc này, bởi nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là giám thị mà thôi. Cuộc sống trong tiệm tạp hóa cũng rất thoải mái, Dung Thị lại hào phóng sảng khoái, đối xử với nàng như tỉ muội, không hề bạc đãi. Tiểu Thế Ninh mặc dù hơi nghịch ngợm một chút nhưng cũng mở miệng gọi nàng là thím, khiến nàng có cảm giác mọi người như người một nhà. Nhưng vào 3 năm trước, khi nàng gửi trả lại một bức thư của Nhan Chính thì tất cả liền thay đổi. Khang Hoa quận chúa sai người truyền tới một bức mật thư cùng một chai thuốc, trong thư nói, mỗi ngày nhỏ một giọt vào canh, mang cho nữ nhân kia uống. Lý Tẩu không biết trong chai chứa thuốc gì, nhưng cũng có thể đoán được đây là thuốc độc, nhưng nàng lại không thể không làm, vì thế mỗi ngày đều bỏ thuốc vào canh của Dung Thị. Mà Dung Thị trải qua từng ngày thì càng cảm thấy mất sức, tinh thần không được tập trung, giống như đèn dần cạn dầu. Sau 1 năm, chai thuốc cũng hết, Dung Thị cũng bước xuống hoàng tuyền. Càng nghe, sắc mặt của Bùi Cẩn càng khó coi, đến khi Lý Tẩu nói xong, vẻ mặt của hắn đã chuyển sang khắc nghiệt, trên phong thư kia viết cái gì? Lý Tẩu suy nghĩ một chút, quay lưng lấy từ trong áo ra một phong thư đã cũ. Bùi Cẩn nhận thư, vừa đọc xong thì lập tức khiếp sợ. Trong phong thư kia viết, Dung Dung, quay đầu lại chỉ cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, hôm nay lại giống như đã gặp phải báo ứng, khi đó bởi vì cốt nhục mà phụ nàng, lại không nghĩ rằng cốt nhục thật giả khó phân biệt, ta quá mức hổ thẹn. Không cầu nàng tha thứ, chỉ mong suốt quãng đời còn lại có thể bù đắp tổn thất, trông mong trở về. Cốt nhục thật giả khó phân biệt, có ý gì? Chẳng lẽ Nhan Thế Tĩnh không phải con ruột của Nhan Chính? Trấn định lại tinh thần, Bùi Cẩn hí mắt nhìn Lý Tẩu, cười nói, Lý Tẩu, nhiều năm như vậy rồi, Tẩu còn giữ lại bức thư này là có ý gì? Lý Tẩu thấy nét mặt Bùi Cẩn không còn ôn hòa nữa thì lập tức hoảng hốt, mím môi không biết phải trả lời như thế nào. Bùi Cẩn tiếp tục cười lạnh, nếu bản vương đoán không sai thì Lý Tẩu không chỉ giấu một bức thư này đúng không? Ánh mắt Bùi Cẩn như có thực khiến Lý Tẩu lui về sau nửa bước né tránh, một lúc lâu sau mới móc ra phong thư Khang Hoa quận chúa hạ lệnh bỏ thuốc. Bùi Cẩn đọc lướt qua, cười lạnh, bản vương thật đúng là đã xem thường Lý Tẩu rồi, sớm đã chuẩn bị đường lui cho bản thân. Đây là vì đề phòng mọi chuyện vỡ lở thì có cái chứng minh bản thân trong sạch, hay là giữ lại chứng cớ để uy hiếp quận chúa. Lý Tẩu tái mặt, muốn kéo ra một nụ cười tươi tắn nhưng lại không thể nào cười nổi. Khang Hoa quận chúa thật là đáng sợ, ai biết nàng có bị bà ta vu oan hãm hại hay không, vì thế nàng mới giữ lại chứng cớ, không ngờ lại đã nhiều năm như vậy rồi. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn quá khinh thường trình độ đáng sợ của quận chúa, bà ta không vu oan hãm hại mà trực tiếp giết người diệt khẩu. Hai người kia là do quận chúa phái tới đúng không? Lý Tẩu không yên tâm hỏi. Bùi Cẩn cất thư đi, nói, nếu không ngươi cảm thấy ai lại đi lãng phí sức lực giết ngươi đây. Lý Tẩu chán nản, sau đó lại ngẩng đầu hỏi, tiểu thư có biết hay không? Lý Tẩu rất có cảm tình với Nhan Thế Ninh. Lúc Dung Thị chết, Nhan Thế Ninh khóc đến gọi trời kêu đất khiến nàng cũng rơi nước mắt. Bùi Cẩn không trả lời mà hỏi ngược lại, ngươi có muốn để nàng biết không? Lý Tẩu nghĩ tới đôi mắt trong suốt kia thì thất thần, sau đó mờ mịt lắc đầu. Lúc Bùi Cẩn hồi phủ, Nhan Thế Ninh đã chờ sẵn để xuất phát. Chàng đi đâu vậy? Sắp giữa trưa rồi đấy. Nhan Thế Ninh hỏi. Bùi Cẩn lấy ra một xâu kẹo đường hồ lô, cười nói, mua mứt quả cho nàng, hì hì. Nhan Thế Ninh liếc mắt. Đến phủ thừa tướng, ăn cơm chưa xong, Nhan Chính kéo Bùi Cẩn đến thư phòng nói chuyện. Khang Hoa quận chúa thì không biết đã đi đâu, Nhan Thế Tĩnh không tìm thấy ai để khoe đồ cưới, đành phải kéo Nhan Thế Ninh vào phòng. Như thế nào, đẹp không? Nhan Thế Tĩnh cầm đồ cưới đỏ thẫm, hếch cằm nói. Nhan Thế Ninh cười thân thiết, cực kỳ đẹp, muội muội mặc vào nhất định là khuynh quốc khuynh thành. Tâm tình Nhan Thế Tĩnh rất tốt, cũng không so đo lời của nàng là chân thật hay dối trá, cười nói, có muốn ta mặc thử cho tỷ xem không? Nhan Thế Ninh gật đầu, được. Nhan Thế Tĩnh chạy ra sau bình phong thay quần áo, nhưng hỉ phục quá mức rườm rà, bất tiện, nên đành gọi nha hoàn vào giúp. Nhan Thế Ninh thấy nha hoàn muốn đi lên, vội nói, để ta đi. Nàng rất tò mò, rất muốn biết bộ dạng mang thai của Nhan Thế Tĩnh, nên muốn mượn cơ hội này nhìn một chút. Mang thai 1 tháng, không biết bụng đã nổi lên hay chưa. Hiện tại, nàng rất khó có thể tưởng tượng ra bộ dạng làm mẫu thân của Nhan Thế Tĩnh. Sau tấm bình phong, Nhan Thế Tĩnh chỉ mặc mỗi quần áo lót màu trắng, đang đứng quay lưng lại với Nhan Thế Ninh. Nhan Thế Ninh vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người, sao quần lót của Nhan Thế Tĩnh lại có chấm đỏ? Sao lại là tỷ? Nhan Thế Tĩnh quay đầu lại, thấy Nhan Thế Ninh đi vào thì kinh ngạc. Nhan Thế Ninh nhanh chóng khôi phục thần sắc, cười, muội muội xuất giá, tỷ tỷ dĩ nhiên là phải giúp rồi. Nói xong còn liếc xuống bụng của nàng ta một cái, nhưng lại không nhìn ra được điều gì khả nghi. Vì sao Thái tử và Nhan Thế Tĩnh lại vội vàng thành thân như vậy? Lúc mới nghe tin, nàng và Bùi Cẩn cùng đoán có thể là do Nhan Thế Tĩnh có bầu, sau đó Bùi Cẩn cho người đi thăm dò tin tức thì cũng thu được kết quả như vậy, nhưng nàng cũng chỉ có thể giả vờ như không biết, dù sao đây cũng là bí mật, nói ra sẽ bị mọi người gièm pha. Nhưng nếu đúng là có bầu thì vội vàng thành thân là hợp lý, nhưng chấm đỏ trên quần kia là như thế nào? Chẳng lẽ... Nhan Thế Ninh hít sâu một hơi. Rời khỏi phòng Nhan Thế Tĩnh, Nhan Thế Ninh vội vàng chạy đi tìm Bùi Cẩn. Bùi Cẩn thấy nàng chạy đến thì buồn cười, nói, nàng cao hứng cái gì vậy? Nhan Thế Ninh nói, thiếp vừa phát hiện ra một bí mật. Quét mắt nhìn bốn phía, thấy không có ai để ý, nàng gấp rút ghé vào tai Bùi Cẩn, nói ra phát hiện vừa rồi. Hai mắt Bùi Cẩn sáng rực lên, sau đó cũng học nàng, lấm la lấm lét quét mắt một vòng xung quanh, xong rồi mới ghé vào tai nàng nói nhỏ, vậy chúng ta có nên nói cho phụ hoàng biết không? Nhan Thế Ninh trừng to mắt, sau đó đảo con ngươi, nói, Bùi Cẩn, chuyện không hiền hậu như vậy thiếp không làm được. Tết Trung Thu nàng ta có hiền hậu với nàng không? Nhan Thế Ninh nghĩ tới chuyện suýt chết lần trước thì tâm liền lạnh xuống. Bùi Cẩn thấy ánh mắt của nàng trầm xuống thì khẽ vuốt đầu nàng, cười nhẹ một tiếng, sau đó rời ánh mắt nhìn về phía Khang Hoa quận chúa ở bên hành lang bên kia. Vẻ mặt Khang Hoa quận chúa rất nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp, trước sau đều một vẻ cao ngạo, nhưng đôi môi đang mím chặt kia lại tiết lộ nội tâm đang hoảng loạn của bà ta. Vừa nhận được tin tức ở phía Tây Kinh thành phát sinh một án mạng, một nam nhân tên là Trần Lương bị giết chết trong nhà, hung thủ là hai gã sát thủ, nhưng hai gã sát thủ này cũng chết trên mặt đất, mà nữ chủ nhân của ngôi nhà lại không rõ tung tích. Lý Tẩu đã đi đâu? Là nàng ta đã giết chết hai tên thích khách kia sao? Không thể nào, vậy là ai đã giúp nàng ta? Khang Hoa quận chúa chưa hồi tỉnh lại phải nhận thêm một đòn đả kích nữa. Một đứa bé ăn mày mang tới 2 phong thư, bên ngoài rất mới nhưng nội dung lại rất cũ. Đó chính là thư năm xưa bà viết cho Lý Thị và thư Nhan Chính viết cho nữ nhân kia. Khang Hoa quận chúa luống cuống, bà cảm thấy mình bị người khác nắm được thóp, nhưng là ai thì lại không biết rõ được, rốt cuộc người đó muốn làm cái gì. Hắn đưa tới 2 phong thư là có mục đích gì? Mà bí mật và thân thế của Nhan Thế Tĩnh, chỉ cần nghĩ đến thôi mà Khang Hoa quận chúa đã cảm thấy mồ hôi lạnh chảy khắp người. Khang Hoa quận chúa hồn bay phách lạc đi tới, nhưng lại không hề cảm thấy được nụ cười nhàn nhã của Bùi Cẩn. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở www.ebookfun.net. Chương 34. Khang Hoa quận chúa sắp hỏng mất, mỗi sáng đều có một tên ăn mày cầm 2 phong thư kia đến tìm, nói, Lý Tẩu bảo ta tới lấy tiền. Nửa tháng liền, mỗi ngày, không gián đoạn chút nào. Lý Tẩu bảo ta tới lấy tiền, Lý Tẩu bảo ta tới lấy tiền, những lời này giống như thần chú xít sao trói bà lại. Khang Hoa quận chúa cảm thấy rất tức giận, rất hoảng sợ, nhưng lại vô lực. Chủ nhân sau màn này thật sự rất giàu hoạt, để bà sa chân vào bẫy, giãy giụa trong đó nhưng lại chậm chạp, không chịu hạ một đao cuối cùng. Mỗi ngày bà đều sống trong kinh sợ, chỉ sợ có một ngày chẳng may Nhan Chính nhìn thấy tên ăn mày kia, sợ một ngày tất cả mọi chuyện bị vạch trần, sau đó tất cả chờ mong của bà sẽ đổ nát. Càng đến ngày thành hôn của Nhan Thế Tĩnh thì bà càng cảm thấy thời gian trôi chậm hơn, một ngày còn dài hơn cả một năm. Lần đầu tiên một nữ nhân kiêu ngạo và độc ác như vậy cảm thấy khủng hoảng vì cục diện mất khống chế. Bà cũng muốn tìm ra chủ nhân đứng phía sau và tung tích của Lý Tẩu, cũng đã phái người theo dõi mấy đứa ăn mày kia, nhưng chỉ cần lũ ăn mày kia chui vào đường lớn là lập tức giống như cá về biển, không thấy tăm hơi đâu nữa. Đến ngày hôm sau, sẽ có một tên khác đến phủ, cầm thư nói với bà. Lý Tẩu bảo ta tới lấy tiền. Tâm tư của Khang Hoa quận chúa bị chuyện này chiếm hết, Lý Tẩu đã là một cái hang không đáy rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một cái hang khác đáng sợ hơn, chẳng mấy chốc mà sẽ cắn nuốt sạch sẽ bạc của bà. Cuối cùng, Khang Hoa quận chúa ngã bệnh, chính xác thì là bà ta nghĩ nhiều nên ngã bệnh. Mấy ngày liên tiếp, tinh thần suy sụp khiến cả người bà trở nên yếu ớt, chống đỡ không nổi nữa. Bà ta chỉ sợ nếu lại nhìn thấy tên ăn mày cầm thư đến nữa thì sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện mất lý trí. Bà, ta cần tĩnh tâm, cẩn thận suy nghĩ bước kế tiếp phải ứng phó với người đứng sau kia như thế nào. Người kia là ai? Hắn muốn làm gì? Chỉ là vơ vét tài sản sao? Đương nhiên, một phần cũng là vì bà ta muốn tránh Nhan Chính. Mấy ngày nay, dường như Nhan Chính đã phát hiện ra được chuyện bà đang làm. Nếu như liên tục thực hiện tiếp, dù có bảo vệ tốt cũng có khả năng sẽ bị phát hiện. Khang Hoa quận chúa xé nát lá thư được đưa tới vào lúc sáng, khó khăn thở dốc. Nhan Thế Tĩnh cảm thấy rất kinh ngạc khi mẫu thân đột nhiên bị bệnh, bởi vì thân thể của Khang Hoa quận chúa vốn rất tốt, hàng năm đều rất khỏe mạnh, sao lại đột nhiên ngã bệnh chứ? Hay là do sắp tới ngày đại hôn? Có điều Nhan Thế Tĩnh cũng không suy nghĩ nhiều, vừa rồi Tô Y Phường đưa mẫu vải mới tới, thật sự là quá đẹp. Nàng phải nhanh chóng bảo mẫu thân đưa bạc để mua. Hơn nữa, vừa rồi ông chủ Tô còn nói, đây là mẫu vải mới, nghĩ tới sắp đến đại hôn của tiểu thư nên cửa hàng đưa đến cho tiểu thư xem trước, ngay cả phủ Hiền Vương cũng chưa được xem đâu. Ông chủ Tô nịnh bợ khiến Nhan Thế Tĩnh rất thoải mái, trời mới biết dạo trước cửa hàng bọn họ đều đưa vải đến phủ Hiền Vương trước rồi mới cho người mang tới phủ thừa tướng, thật là tức chết nàng. Hừ, nàng đường đường là thái tử phi, sao có thể thua kém một vương phi nho nhỏ chứ? Vì thế lần này nàng nhất định phải chặn vài may quần áo của Nhan Thế Ninh lại. Nhan Thế Tĩnh mang theo tức giận, giải thích rõ ràng với Khang Hoa quận chúa. Khang Hoa quận chúa đang uống thuốc an thần, nghe nữ nhi nói xong thì cảm thấy rất phiền lòng. Thế Tĩnh, của hồi môn của con đã rất phong phú rồi, không cần thiết phải mua thêm những thứ này. Nhan Thế Tĩnh không chịu, như vậy sao được? Mẫu thân, con rất thích mấy tấm vải kia. Làm thành xiêm y nhất định sẽ rất đẹp. Khang Hoa quận chúa đã mất rất nhiều bạc, nhưng lại không thể nói rõ với nữ nhi, vì vậy chỉ có thể nói, Thế Tĩnh, con hiểu chuyện một chút đi. Cho tới bây giờ, Nhan Thế Tĩnh đều tùy tâm sở dục, đã muốn cái gì là nhất định phải có cho bằng được. Hôm nay nghe lời này thì cảm thấy rất chói tai, nương, chỉ là một tấm vải mà thôi, sao người lại nói con không hiểu chuyện? Mấy ngày này nương bị làm sao vậy? Lần trước tiệm kim khí đưa vòng ngọc tới, nương cũng có ý kiến. Mấy thứ đó đáng bao nhiêu tiền chứ? người giữ lại nhiều bạc như bạc vậy, không để cho con dùng thì muốn để cho ai dùng. Bốp, đầu óc của Khang Hoa quận chúa rất hỗn loạn, thấy Nhan Thế Tĩnh dám chỉ trích mình thì không nhịn được nữa, quăng ra một bạt tai, con câm miệng cho ta. Trong khoảnh khắc bị đánh, Nhan Thế Tĩnh lập tức tỉnh mộng, nàng lớn như vậy rồi, cho tới bây giờ còn chưa bị đánh lần nào. Nàng bụm mặt lại, hai tròng mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt, nương đánh con. Đau nhức nơi lòng bàn tay khiến Khang Hoa quận chúa hoàn hồn lại, nhận ra bản thân vừa luống cuống thì trong lòng cảm thấy rất khổ sở, không thể chịu đựng được nữa. Bà ta vịn lấy cạnh bàn, cố gắng ổn định lại thân thể đang run rẩy của mình, nhưng vẫn không thể bình tĩnh được. Nhan Thế Tĩnh thấy mẫu thân hồn bay phách lạc thì hét lên một tiếng, sau đó ôm mặt chạy đi. Tiểu thư, người không sao chứ? Lưu Ma Ma đứng bên cạnh cũng bị một màn vừa xong hù dọa, thấy Nhan Thế Tĩnh khóc chạy đi thì vội vàng đỡ Khang Hoa quận chúa. Khang Hoa quận chúa giống như người chết đuối túm được bè gỗ, túm chặt lấy cánh tay của Lưu Ma Ma, run rẩy nói, Lưu Ma Ma, ta phải làm cái gì bây giờ? Từ nhỏ tới bây giờ, Lưu Ma Ma chưa từng thấy quận chúa yếu ớt như vậy, vì thế lập tức rơi nước mắt, tiểu thư, người mau tỉnh táo lại đi. Người không thể sụp đổ như vậy được. Không thể sụp đổ, không thể bị đánh bại. Đúng vậy, Khang Hoa ta không thể bị đánh bại như vậy được. Ta không sai, ta không sai. Tất cả là do bọn họ ép ta. Ta không sợ bọn họ. Đúng vậy, không sợ, không sợ. Khang Hoa giống như tìm thấy được đức tin, lập tức khôi phục lại vẻ trấn tĩnh thường ngày, nhưng trong con ngươi lại lóe lên vẻ tàn ác vô cùng quyết liệt. Ông chủ Tô của Tô Y Phường biết Nhan nhị tiểu thư không mua vải do mình mang tới thì vô cùng thất vọng rời khỏi tướng phủ, nhưng trong lúc xoay người lại lộ ra một nụ cười khôn khéo, giảo hoạt. Phủ Hiền Vương, Bùi Cẩn nói chuyện với ông chủ Tô, Bắc Đẩu ngồi bên cạnh nghiên cứu thuốc. Nhấp một ngụm trà thơm, ông chủ Tô mở miệng, xem ra hầu bao của quận chúa đã hết rồi, tinh thần cũng sắp hỏng đến nơi nữa. Hồi nãy ta nhìn thấy Nhan nhị tiểu thư ôm mặt khóc chạy đi. Chậc chậc. Lão Bùi, người dùng dao nhỏ từ từ cắt thịt của người ta. Thật đúng là muốn mạng người ta à. Bùi Cẩn cười vô tội, ta không làm gì hết. Đúng, ngươi không làm, ngươi chỉ tìm mấy tên ăn mày làm thôi, mỗi ngày đều đưa cho bọn họ một phong thư đến đòi tiền quận chúa. Ha ha, ngươi có biết không, 2 ngày nay có một thằng nhóc hỏi ta rằng, ngày nào cũng làm, sao không làm 3 lần một ngày luôn đi, sáng, trưa, chiều, ha ha. Bùi Cẩn sờ cằm cười, mỗi ngày 1 lần là vừa đủ, nhiều hơn chỉ sợ bà ta không chịu nổi, như vậy sao được chứ, dù thế nào cũng phải đợi đến ngày đại hôn của Thái tử. Lăng trì xử tử, phải từ từ mới có tư vị. Ông chủ Tô hít vào một hơi, nhìn trên dưới khắp người Bùi Cẩn vài lần mới nói, thật may là ta chưa từng đắc tội với ngươi, nếu không có thể chết thế nào cũng không biết. Bùi Cẩn tiếp tục cười ý tứ, làm sao ngươi không có tội chứ? Mỗi lần ngươi sai người đưa xiêm y tới đều nâng giá là sao? Hắc hắc, dù sao tiền của ta cũng là tiền của ngươi, cái này coi như là ta bảo quản giúp ngươi đi. Ngươi xem, mấy năm nay ta đưa cho ngươi bao nhiêu tiền lãi, ngươi còn chưa có cảm ơn ta đâu đấy. Đương nhiên, ta là người cũng không để ý mấy thứ này, chờ ngươi làm nên đại sự rồi, nhớ để ta làm hộ bộ thượng thư, đến lúc đó, trong quốc khố có bao nhiêu tiền, ta nhất định sẽ giúp ngươi kiếm về gấp bội. Phốc. Bùi Cẩn phun ra một ngụm trà, nhìn ông chủ Tô, cười mắng, ngươi cho rằng muốn làm hộ bộ thượng thư rất dễ dàng sao? Rất khó sao, ta thấy nhạc phụ đại nhân của ngươi cũng là người có đầu óc, tiếp theo ta phải làm những gì nữa? Hay là ta thử đến phủ thừa tướng tặng y phục và trang sức, ngươi thấy được không? Ông chủ Tô trở về vấn đề chính. Bùi Cẩn híp mắt, nói, hiện tại, cần phải để nhạc phụ đại nhân của ta nhìn ra được ít đầu mối. Ông chủ Tô gật đầu, cười gian, hiểu, vậy ta sẽ chọn ngày tốt đưa sổ sách mà tướng phủ đã đặt mua năm nay đến. Chỗ đó cũng không phải là số lượng nhỏ, Nhan Chính chắc chắn là không có nhiều bạc như vậy, cho nên nhất định ông ta sẽ bảo ta đi tìm quận chúa, đến lúc đó ta sẽ bảo quận chúa nói bà ta không có bạc, bảo ta đi tìm thừa tướng. Ha ha, như thế Nhan Chính sẽ biết quận chúa không có bạc, tại sao lại đột nhiên không có bạc đây? Nhan Chính nhất định sẽ muốn hỏi han một phen. A ha ha ha. Ông chủ Tô đập chân vui vẻ nửa này, vừa cười vừa hỏi tiếp, còn chuyện Nhan nhị tiểu thư khi quân, giả mang thai thì làm sao? Bùi Cẩn nhíu mày trầm ngâm, việc này ta vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết vẹn toàn. chuyện giả mang thai phải bị vạch trần trước mặt phụ hoàng ta của ta mới được. Mà muốn vạch trần trước mặt phụ hoàng thì nhất định phải chờ đến ngày đại hôn, nhưng phải làm như thế nào mà không để lại dấu vết đây? Người có thể mượn đao giết người. Bắc Đẩu đột nhiên mở miệng nói. Mượn đao giết người, Bùi Cẩn cùng ông chủ Tô nhìn nhau, nhoẻn miệng cười. Đúng thế, nhưng phải làm sao để truyền tin tức này cho thất vương chứ? Ông chủ Tô lại hỏi. Lúc này, người bên ngoài cầu kiến. Vương gia, tiểu nhân đã tra ra được ông chủ đứng sau Phúc Khánh Lâu là ai? Hắc y nhân Tiểu Bính nói. Là ai? Bắc Đẩu căng thẳng. Là thất vương gia à? Bùi Cẩn nghe được câu trả lời, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười to, hắn nhìn Bắc Đẩu, nhẹ nhàng nói, xem ra, đêm nay ngươi lại phải trèo tường rồi. Trong nháy mắt, tóc gáy của Bắc Đẩu dựng hết lên. Tại sao lại là ta? Nhan Thế Ninh không hề hay biết những việc Bùi Cẩn làm. Trước mặt nàng, Bùi Cẩn vẫn là một tên vô sỉ khốn khiếp, mỗi lần lên giường đều quấn lấy nàng đến tận sáng hôm sau mới buông tha. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, Nhan Thế Ninh đều rơi vào tình trạng eo mỏi lưng đau, nhưng từ từ nàng cũng dần thích ứng với việc Bùi Cẩn ôm mình lăn qua lăn lại như thế. Thế nhưng cái lăn qua lăn lại kia mà không được bình thường thì sáng hôm sau nhất định nàng sẽ phải ngủ bù. Vì thế nàng rất tức giận, bởi vì không biết vì sao mà bên ngoài lại lan truyền tin đồn Hiền Vương Phi là người rất thích ngủ nướng. Nàng đường đường là một thục nữ, tại sao có thể ngủ nướng chứ? Ngay sau khi nghe được tin đồn thì buổi tối hôm đó Nhan Thế Ninh lập tức ôm chăn sang phòng khác ngủ, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, tên hỗn đàn kia vẫn nằm bên cạnh nàng, sau đó hắn lại bắt đầu quấn lấy nàng. Mà không phải là loại quấn bình thường. Rốt cuộc không chịu nổi nữa, Nhan Thế Ninh đặt ra 3 điều kiện với Bùi Cẩn. Mỗi ngày một lần, Bùi Cẩn khiêu mi, hỏi. Mỗi lần không được quá nửa canh giờ. Nhan Thế Ninh gật đầu lần nữa. Bùi Cẩn vươn tay ôm lấy nàng, nói, nương tử, mau tỉnh lại, đừng nằm mơ nữa. Ban đêm cùng ngày, Nhan Thế Ninh bị lăn qua lộn lại hết lần này đến lần khác, sau đó mang theo đỏ ửng khắp người chìm vào giấc ngủ. Bùi Cẩn ngắm bộ dáng ngủ say của Nhan Thế Ninh, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nàng muốn cả đời an bình, ta sẽ cho nàng cả đời an bình. Những chuyện xấu xa trong bóng tối, cứ để ta giải quyết giúp nàng. Chương 35, Sư tử thị huyết. Bùi Cẩn không muốn để Nhan Thế Ninh biết mấy chuyện kia, nhưng trời lại không chiều lòng người. Hôm nay, Bùi Cẩn ra ngoài cùng Bắc Đẩu, Nhan Thế Ninh nhìn hai tiểu nha hoàn chơi nhảy dây trong sân thì ngứa tay ngứa chân, nhưng nhớ đến thân phận của mình, nàng chỉ có thể ngồi một chỗ xem mà thôi. Ngực có chút căng tức, Nhan Thế Ninh nhớ tối qua khi tắm rửa, nàng nhìn qua một chút, hình như đúng là lớn hơn trước. Lúc này, một gia đình chạy tới nói, Vương Phi, Thập Tam Điện Hạ đến phủ. Sao đột nhiên Tiểu Thập Tam lại đến phủ Hiền Vương? Chính là vì một câu nói trong lúc vô tình của Nhan Thế Ninh. Ngày đó ở trong cung, Nhan Thế Ninh nhéo mặt của nó, cười nói, có rảnh thì đến chơi nha. Tiểu Thập Tam từ khi sinh ra đến giờ đều ở trong cung, có việc gì đều do thái giám bên người lo liệu, cuộc sống trôi qua rất vô vị, buồn chán, vì thế nghe được lời này của Nhan Thế Ninh thì rất kích động, thầm nghĩ sau này phải ra ngoài tìm cửu ca, cửu tẩu chơi. La Phi thấy ánh mắt chờ mong của Tiểu Thập Tam thì cũng động tâm. Mặc dù ngày đó Nhan Thế Ninh không trả lời nhưng đi lại nhiều một chút cũng tốt. Cho nên, La Phi liền nhân dịp Hoàng thượng đang vui vẻ vì thất vương đang dần hồi phục mà nói ra việc này. Diên Đế nghe xong, cảm thấy cũng không có gì to tát liền đồng ý. Sau đó, Tiểu Thập Tam vui vẻ lên xe ngựa với thị vệ, đi tới phủ Hiền Vương. Nhan Thế Ninh thấy Tiểu Thập Tam đứng ở cửa thì mừng rỡ, Tiểu Thập Tam còn lưu loát bò lên cánh tay của nàng khiến lòng nàng mềm nhũn. Ca, Tiểu Thập Tam không nhìn thấy Bùi Cẩn thì buồn bực. Nhan Thế Ninh ôm nó đi vào trong sân, nói, cửu ca của đệ đi ra ngoài rồi. Nói xong liền bảo nha hoàn bưng bánh kẹo tới. Tiểu Thập Tam hơi buồn một chút, nhưng rất nhanh đã lại nhếch miệng cười vui vẻ, cửu ca không có nhà, chơi với cửu tẩu cũng được. Nhan Thế Ninh đang cảm thấy hết sức nhàm chán, Tiểu Thập Tam đến rất đúng lúc, nàng có thể chơi cùng với nó, nhưng phải chơi cái gì bây giờ? Nhan Thế Ninh bỗng dưng nhớ ra đợt trước Bùi Cẩn có mang về một quả tú cầu, vì thế liền nói, Tiểu Thập Tam, chúng ta chơi đá cầu đi. Khi còn ở Tuyên Thành, nàng cũng thường chơi đá cầu như vậy. Tiểu Thập Tam hình như rất hứng thú với tú cầu, Đá vài quả liền bắt đầu có cảm giác, dùng chân ra sức đá, có lúc đá ra quá xa thì lập tức dùng hai chân ngắn đuổi theo tiếp tục đá, không cho người nào đến giúp hết. Mọi người thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Thập Tam thì đều bị chọc cười đến lăn lộn. Tiểu Thập Tam càng đá càng hăng say, càng đá càng xa, sau đó vèo một phát, tú cầu bay thẳng xuống ao. Lúc được vớt lên thì tú cầu đã ướt sũng, không thể chơi được nữa. Tiểu Thập Tam thấy thế thì uể oải, nó vẫn còn muốn chơi tiếp đấy. Nhan Thế Ninh thấy thế thì lập tức nói, Tiểu Thập Tam, Cửu Tẩu làm tú cầu mới cho đệ được không? Nhan Thế Ninh nghĩ hiện tại khâu bằng vải thì không kịp, nhưng làm bằng giấy cũng không sao, chỉ cần làm cẩn thận một chút là có thể chơi được. Nhưng phải tìm giấy ở đâu đây? Nhan Thế Ninh lập tức nghĩ tới thư phòng của Bùi Cẩn. Dắt Tiểu Thập Tam đi vào thư phòng, Nhan Thế Ninh thấy trên bàn có rất nhiều giấy vô dụng thì muốn lấy hết, vô tình nhìn thấy trong sọt rác bên cạnh có rất nhiều giấy lộn bị vo thành cục, nàng lập tức ngồi xổm xuống. Thấy Nhan Thế Ninh vo giấy lộn thành từng cục tròn, Tiểu Thập Tam cũng hào hứng ngồi xuống làm theo. Mở giấy ra, bọc lại, vo tròn, quá đơn giản. Bỗng dưng, Nhan Thế Ninh vô tình nhìn thấy tờ giấy trong tay Tiểu Thập Tam có hai chữ. Nhan Chính. Tim Nhan Thế Ninh đập mạnh, sau đó cầm tờ giấy kia nhìn lại, nhìn rồi thì lập tức kinh hãi, cuống quýt giở tờ giấy trong tay mình ra. Sau khi vào cửa, Bùi Cẩn lập tức nhìn thấy Tiểu Thập Tam ngồi xổm trên mặt đất vui vẻ vo giấy thành hình tròn, còn Nhan Thế Ninh thì đang chống tay lên cạnh bàn, sắc mặt tái nhợt. Thấy tờ giấy trong tay nàng, Bùi Cẩn thầm mắng bản thân mình sơ sót. Trên mặt giấy lộn đều là chữ do Bùi Cẩn chép lại bức thư của Khang Hoa quận chúa. Sau vô số lần luyện tập, rốt cuộc hắn cũng bắt chước được nét chữ, mà những bản chép hỏng lúc trước đều bị hắn ném vào trong thùng rác. Hắn không nghĩ Nhan Thế Ninh sẽ đến thư phòng, càng không nghĩ tới chuyện nàng sẽ lục giấy trong thùng rác. Sau khi đưa Tiểu Thập Tam ra ngoài, Bùi Cẩn đóng cửa lại, thấp thỏm nhìn Nhan Thế Ninh. Chuyện này là sao? Tuy đã đoán được vài phần nhưng Nhan Thế Ninh vẫn cảm thấy không thể tin được. Bùi Cẩn tiến lên ôm lấy nàng, trấn an, Thế Ninh, nàng nghe ta nói đã. Nhan Thế Ninh tránh thoát, nói, vì sao chàng lại phải bắt chước nét chữ của cha ta? Vì sao phải bắt chước Khang Hoa quận chúa? Vì sao? Hả? Bùi Cẩn im lặng. Bà ta cho cái gì vào trong canh của nương, rốt cuộc là cái gì? Nhan Thế Ninh nghĩ tới một khả năng thì không khống chế được nữa, nước mắt thi nhau chảy xuống, thấy Bùi Cẩn im lặng không nói gì thì càng thêm dùng sức xé nát mấy tờ giấy trong tay mình, nhưng như vậy cũng không khiến nội tâm của nàng vơi đi nỗi khổ sở, sao chàng không nói gì hả? Vì sao lại không nói cho thiếp biết? Bùi Cẩn muốn ôm nàng nhưng Nhan Thế Ninh lại liên tục lùi về sau, không để cho hắn đến gần, cái gì chàng cũng biết, nhưng lại không hề nói cho thiếp. Vì sao chứ? Chàng mau nói cho thiếp biết, rốt cuộc bà ta đã bỏ thuốc gì cho nương? Bùi Cẩn thấy nàng rơi lệ đầy mặt thì cực kỳ đau lòng. Là độc dược mãn tính, độc dược chí mạng. Một lúc lâu sau, hắn mới gian nan mở miệng. Suy đoán trong lòng được chứng thực, Nhan Thế Ninh ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác đứng đó, để mặc cho nước mắt thấm ướt hai gò má. Vẻ ngoài bình an bị đạp nát, tất cả xấu xí, hắc ám phía sau bị vạch trần, Nhan Thế Ninh nhớ lại bộ dạng của mẫu thân lúc chết đi thì không kìm nén nổi nữa, gào khóc, nương. Bùi Cẩn thấy nàng phản ứng như vậy thì lo lắng tới cực điểm, lúc trước hắn không dám cho nàng biết chuyện chính là vì sợ nàng sẽ giống như bây giờ. Thấy nàng sụi lơ xuống thảm, hắn bất chấp tất cả tiến lên ôm nàng vào lòng thật chặt, Thế Ninh, bình tĩnh một chút. Nàng bình tĩnh một chút. Nhan Thế Ninh lập tức nắm lấy vạt áo của hắn, khóc lóc, vì sao bà ta lại phải hại chết nương của thiếp? Vì sao chứ? Nương không làm gì bà ta, ngay cả cãi nhau cũng không cãi nhau với bà ta, sao bà ta còn muốn hại chết nương? Bùi Cẩn, thiếp muốn giết bà ta, thiếp muốn giết chết bà ta. Nhan Thế Ninh khóc không thành tiếng, lòng Bùi Cẩn cũng đau như cắt, cuối cùng thấy nếu cứ để nàng tiếp tục như vậy thì sẽ kiệt sức, hắn đành phải nhẫn tâm đánh nàng một quyền hôn mê bất tỉnh. Ác mộng không ngừng kéo đến, Nhan Thế Ninh nhìn thấy phụ thân và Khang Hoa quận chúa hại chết mẫu thân của nàng, mẫu thân nhìn nàng cầu cứu nhưng nàng lại bị trói bằng dây thừng, không thể cử động, không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân chết đi trước mặt mình. Nương, nương, nàng không ngừng la hét nhưng vẫn không làm được gì. Nước mắt không kìm được lại tràn ra khỏi hốc mắt. Cảm giác lạnh như băng đánh thức Nhan Thế Ninh khỏi cơn ác mộng, nhìn vẻ mặt lo lắng của Bùi Cẩn, nàng nhất thời không biết bây giờ là lúc nào, ở đâu. Thế Ninh, nàng làm sao vậy? Bùi Cẩn thấy ánh mắt của nàng trở nên trống rỗng thì lo lắng hỏi. Nhan Thế Ninh nhìn chằm chằm vào khoảng không, lâu sau mới nói ra những lời thị huyết, Bùi Cẩn. Thiếp muốn giết bà ta, thiếp muốn khiến bọn họ chết không được tử tế. Bùi Cẩn thấy lạnh ý trong mắt nàng thì thở dài, ta sẽ giúp nàng báo thù. Nhan Thế Ninh nghe vậy thì lại khóc lên. Tiệm thuốc, Bắc Đẩu quan sát thần sắc của Bùi Cẩn, nói, đã xảy ra chuyện rồi à? Ừ, nàng biết rồi. Bắc Đẩu dừng một chút, nói, rất tốt. Bùi Cẩn nhìn hắn một cái, nhíu mày, sao ta lại thấy ngươi có vẻ rất cao hứng vậy? Bắc Đẩu thản nhiên nói, Vương Phi mạnh mẽ có lợi cho ngươi hơn. Chân mày của Bùi Cẩn càng nhíu chặt hơn. Bắc Đẩu lại nói tiếp, nàng không kém, chỉ là do ngươi bảo hộ nàng quá mức mà thôi. Bùi Cẩn thở dài, đúng là nàng không kém, thậm chí còn hung tàn hơn so với tưởng tượng của ta. Sư tử vốn dĩ là loài khát máu. Bùi Cẩn xoay nhẫn ngọc trên tay, hồi lâu không lên tiếng. Hình như hắn đã quên mất chuyện ngày trước có một tên ăn chơi muốn đùa giỡn Dung Thị, Nhan Thế Ninh lập tức cầm dao phay xông lên định chém người kia. Nàng biết hết rồi sao? Một lát sau, Bắc Đẩu lại hỏi. Chưa, hiện tại, tâm tình của nàng rất loạn, nhất thời không thể nghĩ được quá nhiều. Nhưng ta nghĩ rất nhanh nàng sẽ hồi phục lại, chỉ sợ đến lúc đó ta sẽ phải nói ra những chuyện còn lại. Khang Hoa quận chúa không chỉ muốn giết một mình mẫu thân của nàng, mà còn muốn giết luôn cả nàng. Ta không nghĩ ra Thế Ninh sẽ dùng cách gì để báo thù, nhưng người nào chọc giận nàng nhất định sẽ báo thù lại ác độc gấp trăm lần. Đến lúc đó, ta rất vui vẻ thấy các ngươi quần anh tụ hội. Bắc Đẩu nhàn rỗi nói ra một câu. Sau khi trải qua cú sốc ban đầu, Nhan Thế Ninh rơi vào thời kỳ trầm mặc. Bùi Cẩn thấy nàng ngồi trên ghế, không nói không cười thì thở dài bất đắc dĩ. Nàng đã ngồi như vậy một ngày rồi. Điều hắn sợ nhất là nàng bị thù hận che mất lý trí, không còn như trước nữa. Bây giờ, hắn phải làm sao đây? Bùi Cẩn do dự một lát liền hạ quyết tâm. Hắn đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Nhan Thế Ninh, gối đầu lên đầu gối của nàng, mở to mắt, đáng thương nói, nương tử, cả ngày nay nàng đều không để ý đến người ta rất tịch mịch. Nhan Thế Ninh thấy hắn như vậy thì ngây ngẩn cả người, sau đó không nhịn được nữa liền thả lỏng đôi môi đang mím chặt ra. Bùi Cẩn chưa từng như thế này bao giờ, đây là hắn đang lo lắng cho nàng, muốn dỗ nàng vui vẻ đúng không? Cảm giác lạnh lẽo trong lòng nàng liền tan đi không ít. Nương tử, người ta rất ngoan nha, sao nàng còn không để ý đến người ta? Bùi Cẩn tiếp tục giả vờ đáng thương. Nương tử, nàng còn có ta, nàng không để ý đến ta, ta sẽ rất thương tâm. Nương tử, nàng nói với ta một câu đi. Bùi Cẩn nũng nịu. Hai mắt Nhan Thế Ninh vụt sáng, đột nhiên nàng vươn tay ra sờ lỗ tai của hắn, sau đó nâng mặt của hắn lên, hôn lên môi hắn. Nụ hôn này của nàng, là cảm kích, là động tâm, là ánh sáng sau khi chìm trong bóng đêm. Bùi Cẩn ngây người, tiểu nha hoàn bên cạnh cũng ngây người, sau đó mặt không đổi sắc lui ra ngoài, tất nhiên là không quên đóng cửa lại. Nhan Thế Ninh vươn lưỡi ra liếm môi Bùi Cẩn, học theo hắn đi vào. Bùi Cẩn rất tự nhiên phối hợp mở miệng ra, hai phiến môi lập tức giao triền cùng một chỗ. Bùi Cẩn, muốn tiếp. Bùi Cẩn hiểu ra, lập tức đứng dậy, sau đó bế Nhan Thế Ninh lên đi thẳng vào phòng ngủ. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.